Mua nhà cho thuê. Mua nhà cho thuê. Căn 1 tỷ 550 triệu. Có thể đóng 30% và vay số còn lại 30%, tức là rơi vào 500 triệu đó. Ân hạn 2 năm. Ân hạn 2 năm. Và chúng ta có thể khai thác cho thuê. Khai thác cho thuê. Mỗi năm kiếm 100 triệu. 2 năm kiếm 200 triệu. Là chúng ta sẽ có dòng tiền. Và sau này sẽ trả góp. Chúng ta vay khoảng 1 tỷ. Thì trả góp mỗi năm rơi vào 120 triệu. Một tháng khoảng 10 triệu đến 12 triệu. Đó, là mua nhà cho thuê nhá. Hỏi đáp bất động sản, đọc.